Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
tài sầu cắt xe từng đường bốc lồng ra từng tài sầu hai mây từng phương xa lo ngung quê chớ xa 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 lồng mà tài sầu khai chẳng có xa mơ cắt sầu tâm ta mời tha thần ta năm chưa đang
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nam ốc na mà này mày Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ta 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 ta
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
Thank you.
Thank you.
tiếng kia vơi có cả khoai ăn tiếng cuốn đi nói à cần lố kịp bà ơi cả văn luôn trời mơ vơ phân tóc rủ đầy vơ cái bà lơ cái trời phù hộ cho nhà mình cái đấy nha cao được nhiều lộc nhiều tài đấy các ông trời có phù hộ cho các con các cháu nhìn mình rồi nha. Ơi nhà bình an bình yên à, nhà là thì mát mẻ lắm rồi. Mơ đi để mắt mẹ rồi các bà ơi phân tóc dù đấy nhà thấy mày lau dù âu chúc mưa tặng rằng mưa áo lâu để lai để tai con nằm tem cai sân sài mà tem hòm tem kép ta tôi hết nổi để lai hết lai để tại à đây lai để tại à ư nhiều mát mẻ này bác và trời mơ đây các bà mẹ đây xem vào mà là cười tươi phời phời này trẻ chung ra đây này đây sao lố à, khi ba mẹ chăn sự đây sao lố đây lái đây tai lố tên nội đây lái tên lái sùng đây tai à các ba mẹ khi ba mẹ dù văn quan này dùng tài cháy dù ma say dù sầu dù ma thổ na hơn pì hơn nòng hơn anh nhân em à mà khi bà tổ tiên đấy kiến đi phù hộ cho các con các cháu nhá làm ăn phát tài nè đất lộc đất tài nha măn mẹ này nó mưa này mưa trời mơ thế này là mọi người các con mình con cháu mình là mát mẻ rồi nha làm ăn là đất lộc đất tài á nhiều tài á làm ăn phát tài ôi rồi làm phải phát tài chứ cái gì cũng mơ ước đấy mơ ước được gì được đấy các con mơ ước làm quan đây thăng quan thăng chức đây làm gì nào cũng được đi họp cũng giỏi làm gì cũng được ước gì cũng nên làm gì cũng gặp mà gặp may gặp mắn cái hàng ơi thì hàng là xe lọt bên cục may mắn à xin chào nha các bạn nha hai mẹ con này nha chào nha chào thầy giúp mẹ lọc nha hai mẹ con này già lắm rồi nha đang có 1.000 người xem nha hôm nay làm đây nóng lắm các bạn ơi 500 người các bạn nha trên Canada giá trên Facebook nha cả nhà nè hai mẹ con này già lắm rồi già lắm không ai lấy rồi bán không ra rồi con gì phải bán không ra rồi bây giờ hai mẹ con già này các tôi này trẻ bà ơi mà lũ ki càng bố mi bên càng cái lô học mi ki càng học mi ăn tắc càng cái lô tèn lô nó lên đắt nó lên khử hao nặng cả văn này bố kịp càng bố mi càng thế hai mẹ con này trẻ ra mặt đâu ngào xuôi tính hôm nay là cô có bà hạt mình đến lúc bà kim cân bà cái thế này xa lại ca tao bà xa sang kim cân đây nè cái này tức càng xấu éo khéo khấu éo khá tắc éo khá
mình bà ó mình nhập hẳn mà nhập mình bà hộ cái na tất cả cái thế này xấu lại eo theo eo kha à tức bà già bên đấy nên cái kiểu hi là bà sang sang khóc cơn các bạn thì phút nào càng hay lô mẹ lộc mẹ anh em nha các bạn nè các chú nè các chú nhà mình nè thông cảm nha bác mình nói hơi 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 qua nhiều lắm rồi đấy nói ai xấu đâu nói mình thì nói ai chú ơi nói ai xấu đâu các bác mình nha chị mình nói hơi 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 cá cá đa đấy cá đa à thông cảm nha chào nha các chú nè các ơi. Con nè các bà nè dù xa thơ biết nha ây rồi hết người coi sao lần sao nặng hết bộ tẩy mà sao lần sao nặng thì đắp đê đắp tăng đi mưa tăng mưa nổ luôn cái này cái bà vâng hết ca văn nó vâng à cái nòng hết ta ca văn tiểu nhớ hơn nhớ lạng vơ tiểu nhớ lên cái này mẹ phơi mà kẻ phơi nuôi ờ mới nhớ hơn cái cân là cái bát nó vơ cái bát về đây để làm cái thời nuôi tính nuôi à okay, bát giàu đây bồ giúp à, đây két nhà à, đây bảo thế các bà ơi nói tính kính không không đủ là nói tính thổ là bù nhau nhá thông cảm cho các thầy nha thầy ở trong vùng sâu vùng xa nha mày kêu con sói nó cứ cười nha các bạn biết không các bà thông cảm không giỏi được đâu giỏi bằng đi, người ta đâu giỏi đi, đi cứu người ta phải có phúc nhân hậu phúc đi cứu các anh em nha phần lố nàn hộp lộ ngon đấy nè cái bà này gái nhất xinh gái bà về đi xem bài bà này lúc nào vào xem tướng cho con nè xem tướng cho con nè xem con là sống được bao nhiêu trăm tuổi nha con bây giờ à bây giờ con mong sống được 300-1000 tuổi xem thiên hạ người ta là hát si các anh em đấy cả các con các cháu nữa nhà bình an bình yên là tốt lành gia đình mình tất lành là được rồi đấy cái nào lấy cái xấu đi lấy cái tốt về cho nhà mình nhá cầu lộc được nhiều lộc na đắt lộc đắt tài na làm ăn đắt tài đắt lộc mọi người nha Facebook nha tặng bộ thì tặng na đừng có nói xấu na nói xấu không được đó anh em mình nói xấu mình làm gì nhỉ anh em nhà các em mình nhà cả nhà hết nhưng mà em con nào cũng thương nhau chị đi suốt ngày đi thì thương lắm không biết làm thế nào được rồi nhỉ các em nhà cũng thương nhau lắm rồi thương chị nhà mình lắm không biết làm thế nào được rồi thế là bye bye thôi bài tạm dừng máy hết pin rồi nha anh em nha chứ các bạn anh em mình nhà mình ai trên Facebook bước vào tháng tư này tháng mới này là ai cũng cầu được nhiều lộc nhiều tài nha làm ăn phát lộc phát tài nha anh em nha nhà nào cũng được hưởng nha đầu năm đầu tháng nha hôm nay ba tháng tư ba tháng tư đầu năm nha ngày tốt ngày lành anh em mình ngày nào cũng được lộc nha lộc các thầy trời phù hộ bán cho nha anh em nha bán lộc lá cho nhiều nhiều tiền ô mì mì hụt cảng không mì á mì nè mì biết con thơ của mẹ ngoan lắm nhỉ mì biết con khéo không nè cái con này thơ của mẹ ngoan lắm đáng yêu lắm con ơi mẹ yêu con nhỉ thế mẹ biết biết nói đấy đứa nào nhét mẹ là đứa đấy là không biết nói thế nào luôn không ai ghét mẹ đâu mẹ không có con thơ đấy không có con gì cả nếu mà ai ghét mẹ không thành người lắm mẹ có chửi ai bao giờ này sự có con nó chửi
Đứa nào ghét mẹ là con gì à? Đứa nào ghét, ghét bỏ hết. Bỏ thế nào được, con của mình mà. Thằng thương yêu quá các con mình, nhiều người nhiều con, đông nhà mình thích thôi. Con bỏ nữa đã là con nào nữa, con nào con của mẹ Lộc. Open luôn. Thế là anh em nha, cả nhà nha. 6.000 người nha, cùng mẹ Lộc Facebook nha, theo dõi nha. Dừng lại nha. Đang làm lễ ở phố Lạng Sơn. Lấy cái bát này, lấy cái bát lên là làm có, cái có dầu vả không em? Có dầu vả. Có dầu vả là két nhà không? Dầu vả gì? Ừ, dầu vả đi. Làm nhanh nhanh đi. Vâng, nhanh. Nhanh nhanh đi, tiến lên. Đi em nhanh. Này nhanh lắm. Nói là xong ngay à, lấy để và lấy để chồng người thiên phố đi là sướng đời nhỉ. Đấy mẹ không thấy mẹ giờ lúc nào cười tết tết mẹ mình ý. Yeah. Nếu mà ai gặp mẹ này thì không phải nói gì thế này đấy. Được chưa các bạn ơi? Hơi. Nếu mà ai check như thế nào hơi bị nhầm nhá. Thế này lố các bà ơi, hẹn thèn vô sự ngài từ như ngài nha, máy hết pin rồi nha, máy của mẹ hết pin rồi. Hết thèn ư, hết pha 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 khô lại, hết pha pẹt say khô ca lá, đây kín vô đầy non. Đạch thu là teo bảy. Mà hết xe này say vô đầy non, khổ quá, khổ lắm mà nè. Ôi, nó teo ít bảy miền đấy khổ lắm. Hết thèn hết quả khổ lắm. Hết pha pẹt say khô lại, hết pha pẹt say vô sư ngài. Bày đầy kín vô đầy non mà là về. Kín non nhủ vô ngon, non nhủ vô đầy. Vô đầy non đi, mình có cống mình lao xìu non à. Họ cái sức cái này nó. Máy này biết có tiền thì là. Cái máy này rẻ mà. Mình có cái tiền mấy có 8 triệu mấy rẻ về. Cái máy này là các con trai mình tặng cho mẹ thôi, mẹ không có tiền. Biết mẹ đi thế này không có tiền, các con thương mẹ thì mấy hôm nay sùng nguồn, mấy hôm nay sùng nguồn nó biết mẹ đi mẹ tặng cho mẹ thôi. Các con trai mình mà tặng cái máy kỷ niệm cho mẹ của con. Con gái, không phải con trai. Con gái, con trai, con nào cũng tặng cho. Thương mẹ lắm. Con gái đi giỏi lắm. Con có tiền thì tặng các con mình tặng cái máy cho mẹ thôi nhá. Mẹ không có đồng nào mua cái điện thoại nhá anh em nhá. Chào cả nhà nè. Hôm nay cháu đêm nay cả đêm cháu ngủ. Qua